Cậu bé giơ ngón tay thối trong giờ trả bài khiến cô giáo lặng người đứng hình mất 5 giây. Rồi, thấy không vậy này. Trong một giờ trả bài đầy căng thẳng tại một lớp tiểu học, cậu bé đã có một hành động khiến cô giáo và cả lớp phải sốc toàn tập. Bởi cậu bé bất ngờ giơ lên ngón tay với ý nghĩa rất chi là thâm sâu khiến cô giáo lặng người, đành phải áp dụng quy tắc bàn tay thuận. Theo đó, cậu bé được cô giáo gọi đứng ra để đọc bài ở trên bảng. Như thường lệ, cô yêu cầu cậu bé đưa tay lên để giải thích câu trả lời. Tuy nhiên, thay vì giơ tay theo một cách bình thường, thì cậu bé lại giơ ngón tay giữa lên một cách dứt khoát, khiến cô giáo đang đứng trên bục giảng cùng các bạn ở dưới phải đứng hình mất 5 giây, khi không hiểu vì lý do gì cậu bé đã có hành động như vậy. Khoảnh khắc giơ ngón tay thối của cậu bé diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cô giáo và cả lớp đứng hình. Nhìn vào khuôn mặt của cậu bé có thể thấy dường như đang rất căng thẳng trong khi đang đứng trả bài. Có lẽ vì bị cô giáo bắt phạt đứng lâu nên cô cậu đã có hành động đi vào lòng đất như này. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng viral bởi ngón tay thối của cậu bé. Nhiều người cũng không khỏi bất ngờ bởi hành động dứt khoát không một động tác thừa của cô cậu. Tuy đoạn video chỉ quay được vài giây ngắn ngủi và được ngắt ngang ngay sau khi thấy ngón tay giữa của cậu bé được đưa lên, nhiều người cũng đã đoán được ra cái kết mà cậu bé phải gánh chịu sau khi tắt điện thoại. Bởi hành động như vậy cũng khiến nhiều người phải bức xúc mà muốn áp dụng quy tắc bàn tay phải, chứ huống chi là cô giáo. Một số người đã tỏ ra ngao ngán trước văn hóa của một số bộ phận giới trẻ hiện nay, đặc biệt từ những vụ việc trẻ em có thái độ với người lớn trước đó. Mong rằng các em có thể được gia đình dạy dỗ lại cách ứng xử, bởi ra đường mà đưa ngón tay thối ra ngoài thì có ngày lại không nhận diện được khuôn mặt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.